Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hiện nay ngoài khu vực ngoài khơi Philippines xuất hiện các điều kiện có khả năng hình thành xoáy thuận nhiệt đới, có khả năng ảnh hưởng đến khu vực Biển Đông trong tuần tới. Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, giải hội tụ nhiệt đới có trục khoảng 13-16 độ Vĩ Bắc, nối với vùng áp thấp, có vị trí ở khoảng 15,5-16,5 độ Vĩ Bắc, 116,5-117,5 độ Kinh Đông, gây mưa rông ở vùng biển phía Nam của Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Đà Nẵng đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan. Theo số liệu phân tích dự báo, khoảng ngày 25-26 tháng 9, khu vực giữa Biển Đông khả năng cao hình thành một vùng áp thấp gây thời tiết xấu. Dự báo xa hơn, từ nay đến hết năm, trên Biển Đông có khả năng xuất hiện khoảng 3-5 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới, trong đó có khoảng 1-2 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Đề phòng những cơn bão có diễn biến phức tạp cả về quỹ đạo cũng như cường độ.